Serum Honesi đang là sản phẩm siêu hot trên thị trường. Không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, Shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời dòng sản phẩm Serum Honesi đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng serum Honesi, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Thứ nhất, serum Honesi chính là thần dược giúp giảm mụn, chăm sóc da vô cùng hiệu quả với thành phần được chiết xuất từ dầu tràm trà. Đồng thời với thành phần niacinamide được dẫn xuất từ vitamin B3, giúp phục hồi màng bảo vệ cho làn da của bạn, thúc đẩy tái tạo và cải thiện sắc tố da, làm cho da trở nên trắng sáng. Từ đó, phục hồi độ đàn hồi của da một cách hiệu quả để níu giữ nét thanh xuân cho làn da của bạn. Công dụng tiếp theo của serum Honesi là giúp làm dịu da, cung cấp một độ ẩm nhất định, tăng độ đàn hồi, căng bóng, ngoài ra còn có thể nuôi dưỡng da trắng sáng hơn, vì bởi trong serum Honesi có chứa mật ong tự nhiên an toàn cho da. Ngoài ra, trong serum Honesi có thêm thành phần dầu vỏ bưởi, dầu hoa phong lữ, có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, cải thiện vết thâm từ việc điều trị mụn, trị thâm, lăn kim vô cùng hiệu quả. Bên cạnh các công dụng trên, serum Honesi còn có khả năng trị nám, hút nám vô cùng hiệu quả, da mặt đẹp sẽ giúp bạn tự tin và tươi trẻ hơn nhé. Serum Honesi hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum Honesi hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.